Lễ hội Vu Lan đã đến rồi, lòng người hiếu tử vẫn đầy vui. Nhớ ơn cha mẹ như trời biển, đền đáp ân sâu đến trọn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Hiền Liên Bồ Tát Bát Đại Chứng Minh. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra.
sinh pháp tu là văn ni lấy tu đệ tử chúng tâm thiền thành cho nên đi lễ quan sứ giả còn chưa mong linh thiên tổ rồi ngoại tứ bái an Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đắc mắc từ quan về lộ yết về nhờ ư thiết phi huệ chúng sinh nhập chính giác chi môn độ bồ thú đàn bồ đề chi lõ hòa ma chờ đi mà chi đất đơn thương mê đồ chi hiệp mãi hàng bái sám báo đức thù thì anh cầu tiến độ vong
Nhân hòa mình nhất tâm
tăng triệu thỉnh tăng lai năm xuất lý sinh tư nhập hoàn nguyên độc lộ đường đường triệt diệu huyền chân tính bản lai nguyên bất diệt nhất luân quyền làm bất ly thiền. Thường phụ hòa thanh nhân cung thu thiên đại thượng
tuần đầm trung yên xã tội vong nhân vu lan tiền rơi dựa tiếp vọng mình thỉnh phật tuyên linh bài sang lao đức tổ ân cầu tiên độ vong kinh tiến tổ tiên vong sơn trần đế vô hồn kỳ là âm siêu lương cảnh quân đời trường kim thần thì sang mang chủ cố oai từ vũ học thì nhã xuất đầu phật xuất ra tích tân quả thứ năm phú trần ái nữ từ vũ thị liên vũ thị hằng vũ thị nhâm vũ thị phương đê từ nguyễn xuân thị ái vũ đình nhà hồng huy quyền văn đi nhân đi xuất đi đồng ra dương hồn quyết thẳng các bao phụ vị nhất tâm mắt cần từ xuân phô hê chỉ biết chân đi hiền đi thảo phụ vị công đạo từ phúc được chân đi quyết mạnh sinh sinh ra thí viên ngoại huyền nhà thầy thô sinh sinh ơn mạo liền kiểu thọ tuế đại hạ ngô giác ngọ niên tất ni nhà tâm tất nhật đi lương đi thời chân chân đi hiện đề vô ngôn chân chân đi vũ thị lựa hiểu hiểu lan chân đi nguyên mạnh sinh như quý hỏi nhân muội nguyện đề nhân tài vô sinh ngắm vào đề kiều đạt và tuế đại nhà ngũ nhân mi tỷ đề niên đi tập nhất nguyện nhị tham ba nhà đương trời và trung niên mà vì siêu viên vũ gia tiên tổ
sa ba sở vương a bằng pháp được tiên dẫn tinh hồ khổ thoát đi siêu thoát đi ngàn đi thừa thành bồ đề thân đạo thường đạt thành hoàng chú đa chi hồ đạt tâm hạ phổ quan đi khả cường xưa đi quang vận từ tâm khai báo chư ứng phù hòa cường siêu thoát tiền điện phù vị chư nhân chân nhân cao vũ quy công uy đạo hồ tử phô hoa lực chất hiện thì vũ tinh quý lửa hiểu diệu hoa năng chân tinh cập và vũ gia tinh tổ đường cường gội hoa hề nhờ tiên đặng chư vị chân ta đi giới phó trái đà lĩnh chiêm công nữ nhân hướng sau tại đệ tư chi sư văn đăng quang sinh trò ngài chi năng địa đáo không ngày hồ chỉ công đức cô đem biểu địa cường thành hoàng chú ra chi hồ đáng thân hạ hi hành tuệ ở binh tâm niên thu niên ni thất nguyện tham lục nhật ni thuần ni phong hành pháp sự gia môn trung tâm phong hành hoa ni thở mai văn điện tuyên đọc dĩ cụ phu niên tiền đối sứ giả tiền dùng bằng phó lô thiêu hoa Thank you.
Bằng pha
Thái thế nam thân thì đồ ra là Phật hiện mạng cáo thân đồ ra là Phật hiện
tương lai hạnh sinh đi nào có ta tây quan báo chú tiểu phẩm đại sư a di đà phật đông quân lợi sư liêu ni quan âm phật ngũ quan ngũ phật tạo con ta phật tam thật ngũ phật ngũ thật tam phật cha nhân kiếp thiên phật hiện kiếp thiên phật tinh tú kiếp thiên phật thỉnh tận thật quan ta thế nhất thiết chư Ah.
biến đời nữ văn hóa mạng thần tiên tứ trị con đạo ngũ phương sư là chỉ thanh đồng tử dẫn đạo bước quân tin nhân tương cai để bước hành thiện thái tuế chỉ đức tôn thần một phú châu hiện thành hoàng tôn thần bổn căn tương cai xã lệnh thủ hộ chi thần bổn tự tha bát long thần ở ngoài ngũ càn nhân thiết linh thần một thừa hậu ý tình đã hoàng văn giám sai sứ là thiên ao địa thần hạ viên nếu càn bổ âm thần kỳ thị thanh thị mạc địa tu viết nhận nếu đẹp hai năm lá hỏi tiêu phẩm tiêu
minh công đàn thì tất thầy hiểu văn y lương đen bạc à. Tấn hồn như nay thần tấn hồn đức thích ta như nay vì sao đê đê thanh bản thanh có thể thủ sâu thủ thốt thủ chân từ tiên bạc thuật thuật thủ bạch tư quyền thiên ni đường hòa lưu chi du thời tài vật tất lễ sở đương nhiên ni tuyệt hữu vi việt đa quốc nam định đến vô bà huyền đại phong đại thắng xa phong vinh đô ni vô quan âm điện sơ phong nhân ngũ lan tiết rơi đồ tiết phong linh thịnh phật tuyên đình bài giảng bao đức thù ăn cầu tiên độ vong an kỳ tiên tổ tiên ông sơn đất tế cô hồn kỳ nguyện âm siêu hương khánh quân lợi sơ làn kỳ phố trần hình a lư tổ vũ thị liên vũ thị hàng vũ thị nhâm vũ thị phương đế tử nguyện xuân nam vũ linh hùng nguyện văn ni nhân ni xuất đồng gia dương môn ni nguyện ni đạt ta vũ linh nhất tâm cản từ dương cổ vì chính viên trần hiền đạo vũ quý công quý hoa đạo tử phúc lực chân hình nguyện lành sinh như đã đi đến ngoài nhân nhà thời tu sinh nhóm vào điện yêu thật tế đại an cô đã có yên tất quyền tà thân nhật hương thời hoa chúng cô về chính điện đi đất vô lành thì quý lửa hiệu dèo an chân ni nguyện bành sinh ư quý hỏi nhân quay nhân thời đủ sinh nhóm ma kỳ đi nhà tiểu tập ba tuế đại nhà cố nhân thì nhân ni thập vi nhất nguyện ni thập nhân đường thời thoái trùng vũ thì tôi đỏ chân lên vũ để huy tích chân lên vũ thì huy bổn chân lên vũ huy thành chân lên vũ thì huy xuân chân lên vũ để huy hạnh chân lên vũ thì huy tâm chân na lên vũ thì huy thoát chân lên vũ thì huy quen chân na lên vũ huy đức chân lên vũ thì huy cần chân lên vũ huy công chân lên vũ thì nhà huy bổn chân na lên chân na thì huy chân linh chân thị uy chân linh vũ hoa thị uy khắc chân linh vũ hoa thị uy giá chân linh vũ hoa thị uy tây chân linh vũ uy quan chân linh vũ hoa thị uy su chân linh vũ định chân linh vũ thị uy vũ chân linh nguyện vũ linh nguyện hạ chân linh vũ uy hoàn chân linh vũ thị uy hạ chân linh vũ thị uy lưu chân linh vũ tuấn uy long chân linh bà này cô ấy thì tôi gọi chân lên vũ thì tôi gọi chân lên vũ thì tôi bùi chân lên vũ thì tôi thở chân lên vũ thì tôi gái chân lên vũ thì tôi bùi chân lên vũ thì tôi chân lên vũ thì tôi thở
châu chân mãi cho vũ để quý cường chân lên vũ á những quý dùng chân lên vũ và quý vũ chân lên vũ á những quý bình chân lên vũ á quý quý hợp chân lên vũ những quý lạc chân lên vũ để quý lên chân lên vũ nên quý bảo quý chân lên vũ quý bảo thắng chân lên vũ nên quý bảo đến lợi chân á lên quảng để ra tiền ra đổ vũ quý để quý lao chân lên cập mà từ bà áo chân lên vũ để quý quyết chân lên và mà thì quý liệu và chân á linh phạm thì quý thông chân linh vũ định quý giá đàn chân linh vũ định quý đọc chân á linh vũ linh định quý chơi chân linh vũ định quý giá chưa chân linh vũ định quý cửa chân linh vũ định quý giá đàn chân á linh vũ định quý giá chân linh vũ á định quý định chân linh vũ định định quý mạnh chân linh bà định cô vũ định quý năm chân linh vũ định quý thanh chân linh vũ định quý giá thanh chân linh vũ á định quý thơi chân á định hà mạnh á ông vũ định quý á ý chân định phổ cận vũ tập tổ kiên hồn ngoại được cần biết cần thân 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 tổ chữ nguyện á cần nhận thiên nhân nhân nhận đã tu chân á định tình ta định à cổ ngà định pháp hơi hữu tình tứ sinh lộ đạo và thị loại vô hồn đẳng chung việc thế nhân là kỳ quy cần thế cố phiên thành hưởng kỳ thế giá mê à tôi lo đó cũng có được hưởng chỗ ta vào khi nhân tỏa ngô của mình áo chỗ và tôi biết là cơ có đã tuyên tỏa tiên tổ đến thảo bồ tát giới vũ quý thượng minh đức hiệu
chính quyền đặc nhận bày chung đại chính các huyện chính tạo ra các hậu viện chính quyền pháp môn vi lương đấu thì cổ đại các chủ quyền tin ra niệm mã nhân ra ân cung là thừa phật đi lưng thì gia tĩ nhã ni ma huyện thắng lục ngài nhật ni hạ trung tam nguyên chính nga thiết báo đức tôn nga sư chi thần đặng đời thành chi nhật tĩ tu lục mà cũng kiệt kiệt trai tĩ cỡ nga nhân nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim liên tọa hạ nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật thánh liên tọa hạ nam mô tam thừa đại giác sư đại bồ tát nhất thiết hiện thánh tăng liên tọa hạ tam tứ thiên chúa tứ phụ quán tinh tôn đồng thành đến bảo vệ hạ thập bát long thần là chân đệ nhất thiên thành chú vị hạ tiền cố mang kỳ vân ngữ đạo tràng chứng minh công đức phi khí tôn sư trần nguyên độ giật nhập tự tại chi pháp môn liên tỏa cáo ăn chứng niết bàn chi kỷ ngàn cánh đa huệ đệ tử chúng đẳng mê vân tha tuệ nhật quang minh học hải chu lưu tự tử đề hồ nhập tổ tiền lâm phổ thịnh quân quân trần đục quý tâm nhất thiết hữu tình đồng chiêm vô tận đáng thật hạ bình vô nhận tiết tiết bình tinh chi chi cẩn là sớ thiền ra và chính thần ra tiền thất quyền chúng quyền thiết nhật phổ hành ra chỉ phát sự thần chúng đang hòa an bán tâu công an lăng sớ tên bạch thì tu sơ mới đạt nguyên dục bằng có đô thank you.
tại chi nhân sinh biến giải đạo phương giới tình về chân một đàn đường đi Thank you.
chi áo đất thành vô kia tầm đỉnh cây quy lữ lai về quy lữ lai bộ vị cung tiên đi mua ra tiên tổ cao tầng tổ cao cao đồ đi đa sư dân linh tầm đo bà tỉnh đa ca nhà phương hoa sư anh tinh phật của hoa thư quái đà tiên cùng quy nguyện linh lý lai đa sư lên đông quân lại sự mà thành sáng chủ cố ai cũng cũ hồng nhà đầu
Phật xuất ra thích thành quả. Thứ đến nam ma vũ trần á, hình như tử tử vũ tỷ tiên, vũ tỷ thẳng, vũ tỷ tiên, 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 đã sớm tiến hóa vạn na bình thân nhân
các quyền chú quyền tiếp nhận phụ hành gia thì pháp sử thần sa môn mà ăn ba câu phật đề hai văn sớ tuyên bạch thì chú sớ gặp kim năng nên chỉ hiện dụng bằng có Quang sơ đã cởi các chữ vọng thiên tổ.